Thật là vui mừng khi được gặp lại cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp ngày hôm nay. Trong không khí hân hoan của những ngày Tết sắp đến, mình được tử vi thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới cô bác, anh chị một mùa xuân mới sắp sang, chúc cho tất cả nhà nhà an vui, chúc người buôn bán sinh lời, chúc người công chức lương thời tăng cao, chúc cho sức khỏe dồi dào, tiền tài dư dả chỉ vào chẳng ra. Chị em xinh đẹp như hoa, cả năm may mắn đẹp ra từng ngày. Và quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải. Cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Giới tiên tri tiết lộ chấn động về tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Được thần tài soi chiếu, trúng số 100 tỷ, xóa sạch nợ nần, đổi vận cực giàu có. Quý vị thân mến, cao nhân xưa nói, muốn biết quá khứ hay tương lai của một người, chỉ cần nhìn vào những điều người đó đang nhận hoặc đang làm ở hiện tại là có thể biết được. Điều này cho thấy rằng, những việc chúng ta đang làm và đang nhận trong hiện tại đều bắt nguồn từ nhân đã trồng trong quá khứ. Và trong số 12 con giáp, có số ít người nhờ đức năng thắng số, gặp may mắn mà đổi đời giàu sang vô đối. Và theo luận giải tử vi mới đây nhất chỉ ra rằng, bước sang tháng 1 âm lịch, tháng khởi đầu năm mới 2024 giáp thìn này, trong số 12 con giáp, sẽ có con giáp tuổi Nhâm Tý được thần may mắn chiếu cố nồng hậu mà thay đổi một cách vượt bậc. Cuộc sống lẫn tiền tài danh vọng của họ đều thay đổi chóng mặt, một bước trở thành đại gia. Đây chính là con giáp được thần tài để mắt, ban cho cơ hội hốt vàng hốt bạc. Dù có những chông gai khó khăn đến đâu, thì bước sang tháng 1 âm này sẽ đánh bay vận hạn, lộc lá bất ngờ ập đến, tiền bạc chất ngập két, khiến người người nhà nhà đều ngưỡng mộ. Vậy vận trình tử vi chi tiết tháng 1 âm lịch của con giáp tuổi Nhâm Tý này sẽ diễn ra như thế nào? Làm thế nào để tận dụng vận may, đổi đời giàu sang như ý? Thì xin mời quý vị cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi luận giải ngay sau đây. Quý vị thân mến, triết gia người Đức nổi tiếng Eithofen Avkepo từng nói, con người hoặc cô độc hoặc tầm thường khi còn trẻ. Xung quanh chúng ta có rất nhiều bạn bè cùng trang lứa, khi đến một độ tuổi nhất định, chúng ta tách biệt khỏi mọi người xung quanh và bị bỏ lại một mình trên chặng đường dài. Suy cho cùng, cô độc là trải nghiệm không thể tránh khỏi của mỗi người, dù có chấp nhận hay không thì chúng ta cũng phải đối mặt với nó. Tính bầy đàn trong nửa đầu đời là sự bổ sung thêm cho cuộc sống. Ở một mình trong nửa sau của cuộc đời là phép trừ, là sự tối giản. Cách sống trí tuệ nhất từ 50 tuổi trở đi chính là cô độc ở 3 điểm này. 1. Trở về thế giới của chính mình. Có người từng nói, kiếm tiền ở thành phố sầm uất, ổn định cuộc sống ở nơi yên tĩnh, đến như gió mưa, đi như bụi trần. Mỗi người đều mưu sinh ở những nơi phức tạp trong giai đoạn tuổi trẻ nhiệt huyết. Những năm cuối đời lại trở về thế giới của riêng mình và sống lặng lẽ. Những ồn ào trước kia cuối cùng đã trở thành quá khứ. Sự im lặng lúc về già là chân tướng của cuộc sống. Khi đến tuổi trung niên, con người không còn quen với cái gọi là ồn ào nữa. Sống một mình lặng lẽ mới là thoải mái nhất. Nếu bạn có thời gian hãy đi du lịch cùng gia đình mà không cần phải bon chen với kẻ đời. Nếu bạn có kiên nhẫn, hãy đi câu cá và tận hưởng thời gian lắng đọng. Nếu bạn rảnh rỗi, hãy đọc và viết để thêm chút màu sắc cho cuộc sống. Bản chất của việc trở về thế giới của chính mình là thoát khỏi xiềng xích và sống tự do. Bạn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Không cần phải nhìn sắc mặt của người khác, cũng không cần phải giả tạo chỉ để hòa nhập vào đội nhóm mình không thích. Nhiều người không quen sống một mình vì lo lắng sẽ trở thành người tối cổ khi rời xa xã hội. Thế nhưng sống một mình và tận hưởng tự do không phải là tách biệt hoàn toàn, mà là chọn lọc, tránh xa những gì nên tránh, chỉ tập trung vào chính mình. 2. Có tâm thái không quan tâm người khác nghĩ gì. Có một trạng thái tinh thần ít ai làm được chính là không quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình. Sống đủ lâu mới biết, hết 90% sự lo lắng trong cuộc đời đều xuất phát từ nỗi dằn vặt về ánh nhìn, cách nghĩ, đánh giá của người khác đối với bản thân. Vào thời nhà Tấn ở Trung Quốc, đại thi hào Đào Uyên Minh từ quan về quê, làm việc ngoài đồng từ lúc mặt trời mọc và nghỉ ngơi khi mặt trời lặn, sống bình dị mà vui vẻ. Có người thắc mắc, sao ông tài giỏi như vậy mà lại không muốn làm quan, chỉ chôn chân ở vùng nông thôn, chẳng lẽ ông không có hoài bão?
Sau Đào Uyên Minh đã viết một bài thơ với nội dung là sống trong cảnh người nhưng lại không có tiếng ồn của xe và ngựa. Vì sao? Vì Tâm ở nơi xa, hái cúc trồng dưới hàng rào đông, ung dung nhìn núi phía nam. Câu chuyện Đào Uyên Minh muốn nói một điều rằng, chỉ cần duy trì trạng thái tâm hồn bình tĩnh và không bị thế giới làm phiền, bạn có thể cảm nhận được sự bình yên thực sự trong nội tâm. Hãy để người khác muốn nghĩ gì thì nghĩ, muốn làm gì thì làm, và đừng quá quan tâm đến mọi thứ. Mỗi người đều có sự lựa chọn riêng, chỉ cần chúng ta làm tốt việc của mình là đủ. 3. Không lo chuyện người ta. Dù sống hay kết bạn, điều chúng ta nên theo đuổi không phải là số lượng, mà là chất lượng. Khi người khác gặp khó khăn, chúng ta không nên quá lo lắng mà để họ tự giải quyết. Đôi khi, sự nhiệt tình không đúng chỗ lại thành ra gây hại, khiến người khác bị tổn thương. Còn việc gặp phải những kẻ tiểu nhân, kẻ xấu trong cuộc sống lại càng đơn giản hơn. Nếu bạn không thích họ thì hãy tránh xa. Có thể nhiều người sẽ nói, nếu bị ai đó nói xấu thì phải làm gì mới phải. Đáp án lý tưởng nhất chính là cứ coi những người này như không khí. Sống cho mình, chứ không phải sống vì người khác. Bạn sống cuộc đời của bạn, tôi sống cuộc sống của tôi. Nước sông không phạm nước giếng, an yên qua ngày. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Trời sinh những người tuổi Tý là người có vẻ ngoài thu hút đặc biệt. Họ có những thói quen rất tinh tế, thích cuộc sống tự do, không ràng buộc nhưng lại không thể sống đơn độc. Họ có khả năng quan sát tốt và cũng có rất nhiều ý nghĩ bay bổng, phóng khoáng. Ngoài ra, tính cách của họ cũng có phần không ổn định. Họ không thể đưa ra quyết định khi có quá nhiều sự lựa chọn cùng xuất hiện một lúc. Người tuổi Tý thích một cuộc sống phong phú và là người có tầm nhìn xa trông rộng, cộng với nét thu hút của tuổi Tý. Vì thế họ luôn tận dụng sức mạnh từ sự thu hút này để theo đuổi quyền lực. Tuy nhiên, cuối cùng có thể họ lại bỏ quyền lực để theo đuổi tình yêu. Tuổi Tý luôn tìm cách để có một cuộc sống tốt hơn, hướng tới sự giàu có. Thích tham gia tìm hiểu những chân lý cuộc sống và tinh thần. Vì vậy, họ là người phát kiến ra nhiều thứ mà ai cũng phải vô cùng ngạc nhiên. Đa phần người tuổi Tý có con đường công danh khá thuận lợi. Nếu có cơ hội tập trung hoàn toàn vào duy nhất một lĩnh vực nào đó, chắc chắn họ sẽ đạt được những thành công lớn vì họ sẽ thích tìm hiểu cặn kẽ, cốt lõi của vấn đề không vì mục đích gì cả. Rất có cá tính và thường đưa ra những kiến giải độc đáo trước các sự vật, sự việc cũng là những ưu điểm nổi bật của họ. Thực lực của họ nằm ở cá tính và phương pháp giải quyết vấn đề của họ. Nên với những công việc tẻ nhạt chỉ để giết thời gian hoàn toàn không phù hợp với những người này. Tuy nhiên, tính cách của họ có phần không ổn định và dễ bị dao động bởi những lời nói xung quanh. Mặt khác, người tuổi Tý là những người bạn đồng hành trung thành, chân thực và đáng tin cậy. Đây cũng là những đức tính tốt cần cho một nhân viên khi làm việc. Nên con đường sự nghiệp của những người tuổi Tý thường rất thuận lợi và trong sạch. Người tuổi Tý khá tham công tiếc việc. Nhưng với điều kiện đó là những công việc mang lại lợi ích cho bản thân họ, họ cũng là những người có tham vọng và mong muốn có một công ty hay một công việc kinh doanh của riêng mình. Khi đã trở thành người nắm quyền lực trong tay, bên cạnh sự sáng tạo, tính cách tiêu cực như bảo thủ, độc đoán và có chút tự cao tự đại làm hại họ, họ rất thích mở một cửa hàng nhỏ hoặc làm các công việc trong văn phòng, nhưng kết quả lại thường không khiến cho mọi người cảm thấy hài lòng. Đánh giá tổng quan vận trình tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, tháng 1 âm lịch. Có thể nói rằng, tháng 1 âm lịch khởi đầu năm Giáp Thìn 2024 là một tháng đầy may mắn đối với người tuổi Nhâm Tý. Bạn nên tranh thủ cơ hội này để bắt tay vào công việc của mình, hứa hẹn sẽ gặt hái được những thành công ngoài dự kiến. Trước hết, trên phương diện sự nghiệp, do có nguyệt lệnh đế vượng nâng đỡ, bản mệnh sẽ tìm được cơ hội để khẳng định tài năng của mình, khiến lãnh đạo và đồng nghiệp đều phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa. Tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Nhâm Tý âm lịch thấy rằng, những người giữ vị trí lãnh đạo cũng thể hiện được khả năng dẫn dắt, định hướng của mình, giúp tập thể nhanh chóng gặt hái được thành công. Trên phương diện làm ăn, bạn cũng trở nên năng động hơn trước thời cuộc, nhờ vậy mà tìm được những con đường làm ăn mới đầy triển vọng. Dịch mã cho thấy, bản mệnh càng xông xáo, sẵn sàng thử sức bao nhiêu thì thành quả lại càng hứa hẹn bấy nhiêu. Con giáp này đừng nên ngại ngần khi cơ hội đã xuất hiện ở ngay trước mặt nhé. Tình cảm cũng có những dấu hiệu phát triển tích cực. Ngũ hành tương sinh giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Hãy mở lòng ra để có thể tiếp xúc, tìm hiểu thêm về đối phương. Gia đạo hài hòa cũng giúp cho những người có đôi có cặp thêm động lực trong cuộc sống. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, tháng 1 âm lịch. Người tuổi Nhâm Tý hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón chờ những điều tốt đẹp sẽ đến với mình ngay trong tháng đầu năm 2024 âm lịch này. Bạn vốn là người có chí hướng,
lại thêm bản tính cẩn thận, tỉ mỉ nên át gặt hái được những thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dưới sự nâng đỡ của Nguyệt Lệnh Lâm Đế Vượng, con đường công danh của bạn vô cùng hanh thông, rộng mở, bản mệnh sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó. Không tiếc hy sinh thời gian cá nhân để làm việc và cống hiến thì ắt sẽ được lãnh đạo đánh giá rất cao. Nhờ những mối quan hệ xã giao thuận lợi mà bạn luôn được bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ mỗi lúc khó khăn, do đó, nhiều rắc rối trục trặc nhanh chóng được giải trừ, thậm chí bạn còn tìm thấy cơ hội trong thách thức, từ đó khẳng định được bản lĩnh và tài năng của mình. Người làm lãnh đạo nhận được sự tôn trọng của nhân viên cấp dưới, bạn biết sắp xếp đúng người đúng việc, quyết đoán đúng lúc nên hoàn toàn có khả năng dẫn dắt cả tập thể đi tới thành công. Trong tháng này, thậm chí bạn tìm ra hướng đi mới trong công việc, giúp mọi việc không còn tiến triển theo lối mòn quen thuộc, khiến mọi người đều cảm thấy hăng hái, nhiệt huyết hơn với công việc. Dịch mã chiếu mệnh cho thấy, bạn càng xông xáo, sẵn sàng nhận nhiệm vụ bao nhiêu thì càng dễ gặt hái thành công bấy nhiêu. Vì thế, bạn hãy đón nhận những điều mới mẻ, thậm chí là thách thức với tâm thế tích cực, đó chính là bước đà để bạn thăng tiến trong tương lai. Xét phương diện tài lộc tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, tháng 1 âm lịch. Xem tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, con đường tài lộc của người tuổi Nhâm Tý cũng có những điểm sáng đáng kể ngay vào thời điểm này. Bản mệnh có thể tìm được những cơ hội làm ăn không ai ngờ đến, lại dám dũng cảm thử thách bản thân, nên đồng tiền chảy về túi bạn là hoàn toàn xứng đáng. Người làm ăn, buôn bán, nhận được sự tin tưởng của khách hàng, nên đơn hàng bay về tới tấp. Lại thêm việc đầu năm là thời điểm nhu cầu mua bán tăng cao, bạn hoàn toàn có thể kiếm được một khoản tiền gấp nhiều lần khoảng thời gian trước đó. Con giáp này cũng có thể thử tìm cách mở rộng thị trường hoặc đối tượng khách hàng, hứa hẹn thành công sẽ nằm ngay trong tầm tay. Với người làm công ăn lương, bạn nhiệt tình với công việc, sẵn sàng chấp nhận thử thách để khẳng định bản thân, nên dễ dàng gây ấn tượng với lãnh đạo nếu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Bạn hoàn toàn có cơ hội được thưởng nóng hoặc thăng chức, tăng lương. Đây chắc chắn là một dấu hiệu vô cùng may mắn ngay từ những ngày tháng đầu năm mới như thế này. Người có ý định khởi nghiệp cũng có thể tiến hành ngay vào thời điểm này. Dịch mã cho thấy bạn có thể sẽ phải xông pha vất vả hơn trước đây, thậm chí phải đi xa, phải làm việc ngay cả khi mọi người đều nghỉ ngơi. Nhưng thành quả bạn gặt hái được chắc hẳn sẽ khiến bạn hài lòng. Khi có điều gì không rõ, bạn cũng đừng ngại hỏi thêm người giàu kinh nghiệm. Xét phương diện tình duyên tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn, người tuổi Nhâm Tý cũng sẽ gặp nhiều điều may mắn trên phương diện tình duyên. Dù là người đã lập gia đình hay vẫn còn độc thân, bạn cũng có thể tìm được hạnh phúc thuộc về riêng mình. Dưới ảnh hưởng tích cực của Nguyệt Lệnh Đế Vượng cũng như ngũ hành tương sinh, người đã có đôi có cặp sẽ được tận hưởng những giây phút ngọt ngào bên nửa kia của mình. Bạn và người ấy luôn cùng nhau san sẻ mọi chuyện trong cuộc sống. Chính vì vậy mà quan hệ đôi bên ngày một gắn kết, hai bạn có thể cùng cổ vũ, tạo động lực cho nhau không ngừng vươn lên. Với các cặp đôi trẻ tuổi, các bạn còn có thể nhận được tin vui gia đình có thêm thành viên mới. Với người độc thân, bạn được người thân quen giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng, thậm chí, bạn cũng có thiện cảm với đối phương ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên. Vì thế, bất kể là nam hay nữ, bạn cũng có thể chủ động trò chuyện, giữ quan hệ với đối phương. Thông qua quá trình trò chuyện thường xuyên, bạn có thể xác định được người ấy có thực sự phù hợp với mình không, từ đó đưa ra những quyết định phù hợp. Xét phương diện sức khỏe tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, tháng 1 âm lịch. Tình hình sức khỏe của người tuổi Nhâm Tý nhìn chung ổn định, không có biến động gì quá lớn lao trong thời điểm này. Thậm chí, những người bệnh lâu ngày còn có thể đón những tin tích cực, ví dụ như bệnh tật có dấu hiệu cải thiện, bạn tìm được thầy, được thuốc phù hợp. Người phấn đấu trong sự nghiệp có thể sẽ phải làm việc khá vất vả, song bạn không nên khiến cơ thể rơi vào tình trạng lao lực, dù có đang làm ăn lớn đến thế nào đi nữa. Bạn cũng cần sắp xếp thời gian cho mình được nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng. Việc rèn luyện thể dục thể thao khi có thời gian rảnh cũng là vô cùng cần thiết. Bản mệnh nên chú ý vận động vừa sức, không nên làm việc quá sức của mình, dễ khiến cơ thể phải chịu tổn thương, tốn thời gian lâu ngày để bình phục. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần tháng 1 âm lịch của người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Xem tử vi tuần 1, tháng 1 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của người tuổi Nhâm Tý nhận thấy, bản mệnh đón tuần mới đầu tiên của tháng với tình yêu ngập tràn trong tim, tin vui báo về. Người độc thân sớm tìm được người để trao gửi tình cảm, duyên phận tình cờ nhưng lại khiến cho con giáp này vô cùng hạnh phúc, chỉ muốn đắm chìm trong vị ngọt tình yêu. Trong tuần có Thái Dương Cát Tinh trợ mệnh, công việc của tuổi Nhâm Tý suôn sẻ và thuận lợi hơn gấp nhiều lần.
Không thể tránh được những vấp váp khi mà thương quan làm cho con giáp này sao nhãng, song cát tinh Thái Dương với sức mạnh to lớn hoàn toàn có thể hóa giải nguy nan, sửa chữa sai lầm. Thời điểm giữa tuần là lúc mà cát khí vượng nhất, bản mệnh nên cố gắng hoàn thành những công việc quan trọng trong thời gian này. Ấn quan tương hợp sẽ tạo ra vòng tròn bảo vệ người tuổi Nhâm Tý khỏi những công kích của kẻ tiểu nhân, thuận lợi vượt qua thử thách và tiến đến thành công. Một điều nữa mà con giáp này cần chú ý trong tuần đó là chuyện tiền bạc. Kiếp tài hung thần cho thấy, người tuổi Nhâm Tý có thể mù quáng tin theo lời của người không đáng tin, đem hết tiền bạc mình có đổ vào những nơi không có chút bảo đảm. Nếu không sớm tỉnh ngộ thì khả năng tán gia bại sản là khá cao. Quý nhân Sửu, Tỵ, tiểu nhân Ngọ, Tuất, màu sắc may mắn, vàng, trắng, con số phát tài 57, 80, 93. Xem tử vi tuần 2, tháng 1 âm lịch. Theo dõi vận trình tử vi 12 con giáp nhận thấy, trong tuần này người tuổi Nhâm Tý may mắn có vận trình tài lộc cực kỳ sáng rõ. Tỷ kiên ở bên và giúp cho con giáp này thêm tự tin vào bản thân mình, không e ngại khi đứng trước các quyết định lớn, mà đã dám nghĩ dám làm, cơ hội đến và bạn không để nó vụt mất, tiền bạc theo nhau ào ào đổ về nhà. Trong tuần có Bách Việt chợ đào hoa, người tuổi Nhâm Tý còn độc thân nên năng động tham gia các hoạt động xã hội để mở rộng mối quan hệ cho mình, tìm kiếm thêm khả năng kết đôi, bạn càng gặp gỡ nhiều người thì càng có kinh nghiệm để nhận biết về một người phù hợp với bản thân, cũng có thể sớm có được người thương. Tuy nhiên, cát tinh này có thể trở thành hung tinh đối với người đã có đôi, các mối quan hệ xã hội phát triển quá mức, vượt khỏi khả năng kiểm soát của con giáp này, có thể dẫn đến những hệ lụy xấu, bản mệnh cần vạch rõ ranh giới với những người khác phái, tự tạo ra khoảng cách trong các mối quan hệ để tránh những rắc rối không đáng có. Công việc trong tuần 2 này của tuổi Nhâm Tý khá thuận lợi, đặc biệt khoảng thời gian đầu tuần và giữa tuần, bản mệnh được quý nhân chỉ lối dẫn đường, nên dù gặp khó khăn cũng đều có thể vượt qua. Cuối tuần thiên quan kéo theo thị phi, có thể sẽ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của con giáp này. Quý nhân Thìn, Tuất, tiểu nhân Mùi, Tỵ, màu sắc may mắn hồng, xanh lá, con số phát tài 22, 57, 81. Xem tử vi tuần 3, tháng 1 âm lịch. Theo dõi tử vi tuần của 12 con giáp có thể thấy rằng đây là một tuần may mắn của người tuổi Nhâm Tý. Trong khoảng thời gian này, khả năng thăng tiến trong công việc của bản mệnh là khá lớn, nhất là khi mà ấn quan tương trợ, giúp bản mệnh gặp được quý nhân, tìm thấy hướng đi đúng cho mình. Có điều, bên cạnh tin vui thì vẫn có những điều cần nhắc nhở con giáp này, khi mà thiên cầu hung tinh có thể tạo ra những trường khí xấu, khiến cho kẻ tiểu nhân tập trung quấy phá, hãm hại. Người tuổi Nhâm Tý nếu không nhanh chóng tìm cách hóa giải thì có thể sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều, công việc cũng vì thế mà gặp phải trở ngại. Điểm sáng trong tuần có lẽ là đường tình duyên của con giáp này, duyên phận tới, người độc thân sớm tìm được người ưng ý nên duyên đôi lứa. Các cặp đôi cũng đang dần tìm được nhịp điệu riêng trong mối quan hệ của mình, không còn mâu thuẫn và trục trặc vì những chuyện không đâu như trước nữa. Vận trình tài lộc có phần bất ổn, khi mà thực thần trao cho tuổi Nhâm Tý nhiều cơ hội để kiếm tiền, con giáp này cũng nắm bắt khá tốt thời cơ và tạo ra thành quả tốt đẹp, kiếm tiền đầy túi. Song trong tuần có nhiều chuyện đặng chẳng đừng, khiến bản mệnh phải dùng đến tiền, dễ vướng phải họa phá tài hao lộc. Quý nhân Hợi, Dần, tiểu nhân Ngọ, Tỵ, màu sắc may mắn đen, trắng, con số phát tài 32, 58, 96. Xem tử vi tuần 4, tháng 1 âm lịch. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Nhâm Tý trong tuần mới này sẽ đón những tin vui về tình cảm. Người ấy tạo cho bản mệnh những điều bất ngờ lãng mạn, hâm nóng tình cảm của hai người, duyên tình thắm thiết, dường như không điều gì có thể khiến cho hai người mâu thuẫn với nhau. Đầu tuần có chính quan nâng đỡ, nên người tuổi Nhâm Tý giành được khá nhiều cơ hội thể hiện bản thân. Bạn làm việc có trách nhiệm và nỗ lực hết mình để giành lấy mục tiêu đã định từ trước đó. Sự kiên định của bản mệnh khiến cho khó khăn không thể làm bạn lùi bước. Song bạch hổ hung tinh gây tai họa, trong tuần bản mệnh cần phải chú ý giữ an toàn khi tham gia giao thông. Điềm báo tử vi cho thấy, họa huyết quang có thể xảy tới, bạn đừng coi thường tính mạng của mình, chớ để nhanh một phút, chậm cả đời. Vận trình tài lộc vô cùng tươi sáng, tiền bạc đổ vào nhà như nước, lợi nhuận gia tăng không ngừng, người làm kinh doanh có một tuần buôn may bán đắt. Người làm công ăn lương tuy hơi vất vả một chút, nhưng thành quả nhận về hoàn toàn đủ để bạn nở nụ cười mãn nguyện. Quý nhân Thìn, Tý, tiểu nhân Mùi, Dậu, màu sắc may mắn đen, đỏ, con số phát tài 22, 57, 85. Thưa quý anh chị tuổi Nhâm Tý 1972 thân mến, cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi.
Và để có một năm mới thuận lợi may mắn, quý anh chị cần chọn cho mình người hợp tuổi đến xông đất lấy may đầu năm. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết được gọi là người đến xông nhà đầu năm mới. Theo triết học Đông Phương, nếu người đến xông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho gia chủ, đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta, khi chọn tuổi xông nhà, xông đất đầu năm, gia chủ tuổi Nhâm Tý nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi, tương sinh với tuổi Nhâm Tý. Đồng thời, ngũ hành, thiên can, địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến xông nhà. Ngoài ra, người được chọn để xông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Nhâm Tý nên tránh mời những người đang có tang đến xông nhà, nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1, để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh dữ tử lành. Nếu các tuổi xông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến xông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Nhâm Tý trong năm Giáp Thìn 2024 là Bính Thân 1956, Khá, Canh Thân 1980, Khá, Giáp Thân 1944, Khá, Nhâm Tý 1972, Khá, Kỷ Hợi 1959, Khá, Đinh Dậu 1957, Khá, Kỷ Sửu 1949, Khá, Giáp Thìn 1964, Khá, Kỷ Tỵ 1989, Khá, Mậu Tý 1948, Trung Bình. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Nhâm Tý trong năm Giáp Thìn 2024 là Mậu Tuất 1958, xấu, Quý Tỵ 1953, xấu, Mậu Ngọ 1978, xấu, Nhâm Tuất 1982, xấu, Quý Hợi 1983, xấu, Giáp Tý 1984, xấu, Tân Mùi 1991, xấu, Mậu Dần 1998, xấu, Kỷ Mão 1999, xấu, Quý Mùi 2003, xấu. Bản mệnh Nhâm Tý nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, từ khi giao thừa đến 1 giờ sáng, để xông đất đầu năm. Như đã biết, tục xông đất, xông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ xông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để xông đất, xông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc. Bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay xông đất, xông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi xông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt. Với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi xông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi xông đất hoặc nhờ người tới xông đất nhà mình anh chị nhé. Quý vị thân mến, trong tháng sẽ có những ngày khác nhau, tốt cho mọi việc,
Vậy hãy cùng tìm hiểu xem, trong tháng đầu tiên của năm, ngày nào đẹp nhé? Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công, tạo tác, việc chi cũng tốt, tốt nhất là cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ, phá đất, những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học. Ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành, may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công tạo tác việc gì cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ, phá đất, gieo trồng, lấy giống. Ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặng vinh xương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử cao thăng, đỗ đạt. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước, đào mương. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, ngày nay rất tốt để tiến hành mọi công việc, hành sự công việc trong ngày này, ắt hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp phải khó khăn hay trở ngại. Hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, nên mọi chuyện cũng trôi chảy, nhẹ nhàng hơn, biến dữ thành lành, biến nguy thành an. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Vâng thưa quý vị, trong phần cuối video ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe câu chuyện bán cái giếng sau đây để biết sự khôn ngoan không có giới hạn. Vì kiến thức trên thế giới này vô cùng vô tận, luôn thay đổi không ngừng, chỉ là do bạn có muốn học hỏi thêm hay không mà thôi. Có một người đàn ông được xem là thông thái nhất một ngôi làng nọ. Ông bán cho hàng xóm, một người nông dân cái giếng đã lâu không dùng. Thế nhưng nhất quyết không cho hàng xóm dùng nước trong đó. Khi thấy hàng xóm đang múc nước từ giếng lên để nấu ăn, tưới hoa màu, nuôi gia súc, kẻ thông minh kia nổi nóng. Không cho ông này sử dụng nước trong chiếc giếng với lý do tôi chỉ bán cho ông cái giếng, tôi không bán nước cho ông. Vì thế, ông chỉ được dùng cái giếng, không thể lấy nước từ cái giếng này được. Bác nông dân ngẫm lại thấy rất có lý, nên không cãi lại được, nhưng cũng không biết làm sao. Khi ông cũng trả tiền mua giếng nhưng không được sử dụng, bác hiểu rằng đúng là mình không trả tiền mua nước từ cái giếng, trong khi hoa màu và gia súc trong nhà đang rất cần nước từ cái giếng này, thật vô cùng khó xử. Vì không biết cách giải quyết sự việc, nên cuối cùng ông quyết định mang lên trình quan huyện xét xử, mong lấy lại công bằng, lên cửa quan. Bác nông dân tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện, không giấu giếm bất cứ điều gì, hòng mong lấy lại được công bằng cho gia đình mình. Quan huyện gọi người đàn ông thông minh kia lên và hỏi, tại sao ngươi không cho ông ta dùng nước trong giếng, chẳng phải ngươi đã bán cái giếng đó rồi sao? Người đàn ông thông minh tự tin thưa lời. Dạ, bẩm quan, con chỉ bán cái giếng cho ông này, chứ con không bán nước trong giếng, do đó, ông ta không có quyền lấy nước của nhà con, giờ nếu muốn lấy nước, ông ta phải trả thêm tiền mua nước chứ. Quan huyện nhìn người đàn ông, khẽ mỉm cười và trả lời. Ồ, ngươi nói rất có lý, thế nhưng khi ngươi đã bán cái giếng cho người nông dân này, cái giếng đã thuộc quyền sở hữu của anh ta, còn nước trong giếng vẫn thuộc sở hữu của ngươi.
Vậy thì người không có quyền được để nước dự trữ trong giếng của người nông dân nữa. Bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Một là ngươi phải trả tiền cho bác nông dân để thuê cái giếng dự trữ nước. Hai là ngươi phải mang toàn bộ nước ra khỏi cái giếng ngay lập tức. Quan tòa ngẩng lên nhìn gã thông minh và khẳng định đanh thép. Gã thông minh cúi đầu buồn bã không biết làm gì để biện minh cho hành động của mình nữa. Anh ta đã bị chính trí thông minh của mình gây khó xử và đành chấp thuận để cho người hàng xóm dùng nước trong chiếc giếng. Quý vị thân mến, núi cao còn có núi cao hơn. Người đàn ông thông minh tưởng rằng mình có thể lấn át người nông dân nhưng lại đối lý trước những lời quan nói. Cuối cùng là ông tự hại mình vì chính trí tuệ của bản thân. Có thể thấy, luôn có người thông minh hơn bạn, vì núi cao còn có núi cao hơn. Việc mình tự tin vào kiến thức và khả năng của mình là điều cần thiết, nhưng chớ nên thái quá. Cái giá của sự kiêu ngạo thật sự quá đắt, biết bao người đã nhận một cái kết đắng khi quá tự mãn vào bản thân của mình. Có thể bạn đứng nhất ở trong lớp học, xuất sắc nhất cơ quan, đoàn thể của mình, nhưng nó mới chỉ là cái giếng của chính bạn mà thôi, vì thế giới bao la rộng lớn ngoài kia. Bạn vẫn chưa có cơ hội khám phá, thế giới đó với kiến thức là vô tận và nhân tài luôn đầy rẫy, dù chúng ta có thật sự rất giỏi giang. Nhưng người giỏi giang hơn vẫn còn rất nhiều, bạn tuy giỏi đấy thì còn có người giỏi hơn, không ai dám nhận mình là nhất và tự tin rằng mình là số một. Thực tế cuộc sống luôn có những điều khó lường xảy ra, ta càng tự cho mình khôn ngoan, không hiểu rằng, chớ nên tính toán chi li và bạn tính cũng chẳng bằng trời tính, dù có lên kế hoạch cho mọi thứ thì vẫn có thứ đi ngoài kế hoạch, vì thế, việc khôn ngoan nhất mà bạn nên lựa chọn là sống khiêm nhường là điều hợp lý và sẽ giúp bạn tránh khỏi một số phiền phức không đáng trong cuộc sống. Chúng ta đều biết cuộc sống lên xuống bất thường nên chúng ta hãy luôn giữ thái độ bình thản để đối mặt. Lúc giàu có cũng không lấy làm kiêu ngạo, lúc nghèo khổ cũng không quá bi lụy. Như vậy, cuộc sống của bạn sẽ dễ dàng theo ý của bạn hơn. Chúng ta không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá bất kỳ ai vì lòng người vốn thâm sâu khó đoán, người mặt lịch sự, đạo mạo chưa chắc đã tốt. Và người có vẻ ngoài tuềnh toàng chưa chắc đã như vẻ ngoài của họ. Như vậy, chúng ta nên cẩn trọng trước khi đánh giá bất kỳ ai, vì bạn sẽ không biết được rằng bạn đang đối diện với ai đâu. Khi hiểu rằng sự khôn ngoan không có giới hạn, thì nhất định đừng tự thỏa mãn chính mình với những hiểu biết của bản thân, mà cũng đừng vì mình không đủ xuất sắc mà tự ti quá. Nếu bạn chưa biết thì bạn chỉ cần học, cần đọc là biết, chẳng có ai là quá thông minh, thông thái hơn ai cả, khi kiến thức luôn có sẵn trong vũ trụ, chỉ là bạn có muốn biết hay không. Tất cả những gì bạn biết mới chỉ như giọt nước ở trong đại dương rộng lớn thì nên không ngừng học hỏi thêm, biết cách lắng nghe, học cách tiếp thu, thậm chí với một số lời phê bình. Những nhận xét nghiêm khắc có vẻ khó nghe, nhưng hãy lấy đó làm động lực cho chính mình cố gắng hơn và giỏi giang hơn. Đừng tự giới hạn bản thân rằng mình không thể bằng ai đó vì mình không đủ thông minh, kiến thức trong thế giới này là vô hạn. Quan trọng là bạn có mở lòng mình ra để tiếp thu, học hỏi hay không. Khi bạn sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện. Vì thế, đừng e ngại rằng mình đang kém, chưa hiểu rõ một điều gì đó. Đó là lý do con người sinh ra luôn phải học hỏi không ngừng. Dù là khi bạn đang ở bất cứ lứa tuổi nào, hãy tự xem mình là miếng bọt biển để có thể thấm được mọi kiến thức hay ho trong xã hội này. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.